Con chim bao khi vẫn còn hơi thở, dù góc gai cũng chẳng sợ gió sương. Đời hắc hiu như ngọn cỏ bên đường, thân tật nguyện đau thương là vỏ bọc. Rồi thời gian cũng bay theo bụi cát, sống kiếp người trong tẻ nhạt ngày đêm. Sống sống ơi cũng bất hạnh đi kèm, đừng để buồn ghé về em sống nhẹ. Cứ để đi cho em thêm mạnh mẽ, giữ chặt lòng cho dịu nhẹ đau thương. Để nỗi đau trong kiếp sống vô thường hóa thành mây giữa màn sương sắc tím. Đoạn thơ nằm trong bài thơ Hoa vô sắc mà Linh đã đạt giải nhất trong cuộc thi sáng tác thơ trên mạng Trái tim không khuyết cách đây 3 tháng. Và đứng đến bằng giấc mơ mạnh mẽ. Đây cũng chính là món quà tinh thần cuối cùng Linh dành tặng cho người mẹ yêu quý nhất của mình. Để bây giờ Linh vẫn chưa tin được sự thật rằng mẹ đã không còn trên quãng đời này. Sau hơn một năm chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày, mẹ Linh đã không qua khỏi được cơn bạo bệnh. Em nghĩ mẹ bệnh nặng chứ không ra đi nhanh như được. Trước thì em nghĩ gì hết, tại vì em chứ mẹ mất hơn gần hơn nửa tháng luôn, nhưng mà chứ em vẫn tin được. Với mẹ thì em nhiều lắm, tại vì khi mẹ không quay gần á, em hay cầm tay về lại cô. Nhưng mà cái lần cuối trước mà đi 2 ngày á, em quá nằm gần mẹ. Em thương mẹ. Mẹ khổ cả đời rồi. Đến khi mất các cái câu cuối cùng vẫn là lo cho em. Có những lúc chị nhìn ra ô cửa sổ, nước mắt lại rớt từng giọt trong vô thức, ướt cả vai áo mà không hay mình đang khóc. Cảm xúc tủi phận, mặc cảm về căn bệnh xương thủy tinh, về thân hình khiếm khuyết của mình mà Linh từng trải lòng trong cuốn tảng văn Khoảng lặng mùa trăng đã được những nhà hảo tâm yêu thương hỗ trợ xuất bản làm kỷ niệm. Những cảm xúc vô hình cứ ùa đến trong lòng. Những lúc như thế, bên cạnh Linh đều có mẹ ở bên cạnh xoa dịu, an ủi. Vậy mà giờ đây, cánh cửa cuộc sống như đóng sập lại trước mắt Linh. Mỗi ngày trôi qua trong vô thức, tẻ nhạt và không còn ý nghĩa. Không ai có thể thay thế được vị trí của mẹ trong cuộc sống của Linh. Nghị lực, mạnh mẽ, chu toàn, đó là những gì Linh đã học được từ người mẹ yêu quý của mình. Kể từ ngày bệnh của mẹ chuyển nặng cách đây 3 tháng, Linh đã không còn tâm trí nào làm bất cứ công việc gì. Linh cũng chẳng còn chút tâm trạng nào để làm hoa giấy, công việc mà Linh rất yêu thích, đã từng từ mày mò học hỏi được ở trên mạng, với ước mong có thể kiếm thêm chút tiền giúp đỡ ba mẹ. Và cũng chính là để vượt lên bản thân, chứng minh mình không phải là một người tàn phế. Trước thì em hay tự ti lắm, nhưng mà dù sao thì vẫn có mẹ. Chắc đó là cái thời gian mà em vui nhất. Có một cái thời gian là em tuyệt vọng lắm. Ngày mùa cũng năm là khoảng mau lại năm một mình ấy. Cái thời gian đó ấy kiểu giống như em bị tự kỷ lắm. Nhưng mà sáu thì em làm hóa được, thì cái thời gian đó em thấy vui hơn. Tại vì mình vừa làm được, mình có thể giúp được cho ba mẹ, vừa lại làm một cuộc vui nữa. Cái thời gian mà mẹ đi mổ là hầu như em ở nhà có ai chăm sóc luôn. Cái thời gian đó là em đã thấy rất khó khăn luôn. Trước mẹ mất hơn một tháng là em bỏ làm hóa, từ đó mới tới đây là cũng gần 3 tháng rồi chứ. Từ khi mà mẹ bệnh nặng hơn, em cảm giác em thấy em mới làm được gì hết luôn. Mẹ cứ hay khuyên là làm cho vui, nhưng mà cái tâm trạng mình có thì khi mình làm ra bông hoa là thì học cậu.
kiểu giống như không có cái hồn của họ chứ. Linh là con gái út trong gia đình có 5 chị em gái, nên các dì đều dành sự quan tâm yêu thương đối với đứa em gái bệnh tật này. Linh được học cái chữ, được biết đến thế giới bên ngoài cũng nhờ các dì chỉ dạy. Sau khi các dì đều lập gia đình có cuộc sống riêng, mẹ vẫn luôn là người bên cạnh săn sóc chăm lo cho Linh. Với mấy sao ruộng cấy, vợ chồng ông Trúc bà Tơ cũng chỉ đắp đổi cuộc sống qua ngày. Vì thương con gái tật nguyền, mọi dấu hiệu bệnh tật, bà Tơ chẳng mảy may thăm khám. Ở thôn đấy thì cũng rất là tạo một cố gắng hết sức mà tạo mọi điều kiện cho gia đình. Nhưng mà cũng có mức độ thôi, chứ cũng là thôn thì thỉnh thoảng là có quà có đồ chứ thôn cũng tạo mọi điều kiện để cho em Linh. Để mà chưa em nằm một đống á thì để cho em vui. Quá thôi luôn. Điểm thứ nhất là đã con là mới sinh ra một tháng là đã bài rồi, gãy chân rồi. Là hạng gãy đó nó 5-6 lần đó. Nói chung là không đi được nhưng mà bông lên là gãy. Điểm thứ hai là coi như bà mẹ hạng là mới mất. Nói ra thì tồi thiệt. Nhiều lúc là có đi chơi đi đo chứ. Để đã con mắc đi làm hết chưa về thì cũng kêu thứ qua để là coi cho gọi rơi ra cho chủ đi chợ. Nhiều lúc uống đi được thì bác qua cho vàng vị trí đó hay là chuỗi lợi chứ không nổ thì là đám qua cho cái áo về áo ăn là đó thôi. Từ ngày vợ mất, mọi gánh nặng gia đình đều đổ dồn trên vai ông Trúc. Vừa săn sóc cho con gái, vừa phải lo cho người em trai của vợ bị bệnh thần kinh, suốt ngày bỏ đi lang thang. Hơn một năm xoay sở chạy vài khắp nơi để điều trị bệnh cho vợ. Vậy mà mọi nỗ lực cũng chẳng có kết quả. Giờ chỉ thương cho con gái chịu nhiều thiệt thòi, lại phải sớm lìa xa vòng tay yêu thương, chăm sóc của mẹ. Những cái biến cố trong cuộc sống từ ngày vợ chủ đổ bệnh thì cuộc sống gia đình nó nhiều khó khăn như thế nào chú? Rồi mấy mộ đến chứ là cũng trên năm rồi mà cũng lo lắng vô một chắc mà phải lo cho vợ nằm bệnh viện hay về chăm con. Thì chủ xoay sở như thế nào để lo mọi thứ trong gia đình? Khi mà nhà đã có rồi thì cũng lo đi vay đi mượn để cho đem bà đi để mà chữa bệnh. Mà chữa lâu cho mua thì càng khỏe lại thì cho nên chứ là cũng là độ nợ cũng hơi khá khá. Cho nên cũng cố gắng vươn lên để mà lo trả nợ, phần lo trả nợ, phần lo chăm con. Thì việc chăm sóc nó đặc biệt như thế nào đối với người xương thủy tinh dễ gãy như vậy? Bị bệnh thủy tinh để lại thì không đụng ni tay ni chân nặng được. Cứ đụng áo quần lại thì cháu từ lại cháu lon lại cho chứ ba cũng thay mà mang được. Bị hai tay hoạt động thôi. Hoạt động mạnh thì thường bị gãy lại hoặc đau. Cho nên với cái chân của cháu là của mẹ Linh là không có ai mà ngồi nặng được hết, ngồi động là đau bị dứt. Do cái nằm lại ra cũng là dứt, có ai là phải kêu lo mua đổ nước mua để cho cháu đắp. Thì hằng ngày ngày để do cái kêu có chục 15 lần nữa. Căn nhà nhỏ của gia đình hơn nửa tháng nay đã vắng dạng hình của bà Tơ. Cuộc sống như trôi chậm hơn trong nỗi buồn thương của Linh và ba. Linh vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng này. Cuộc sống đối với Linh những ngày này thật bất an và trống rỗng. Nhưng rồi nhớ về mẹ, nghĩ đến mẹ, Linh lại tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, không được yếu đuối, không được gục ngã, phải vươn lên, kiên cường mà sống. Em cũng nghĩ tới mày mẹ đó, làm bất cứ chi em cũng nghĩ tới mẹ để lấy cái đó làm động lực á, quay lại mà khổ mẹ khổ cả đời luôn. Chứ em làm được chi thì em làm thôi, cũng đó cũng coi như là cái động lực của em. Em sẽ cố gắng với mẹ, em biết là em có tiếp tục được không nữa, nhưng mà em sẽ cố gắng hết có thể. Chắc chắn em sẽ quay lại làm hoa.
Nhưng mà cái thời gian đi thì thăm em hẳn chưa vượt được á. Em sẽ cố gắng dù không có mẹ ở bên cạnh, em sẽ tự lo cho mình được. Tại vì em đau á, khi đau là khi mà không có mẹ ngồi bên. Kiểu giống như em đau mà có mẹ ngồi bên là em sẽ yên tâm hơn á. Dựa dẫm vào mẹ từ nhỏ tới lớn, chứ không một mình em tự bỏ hết. Nên cái cảm giác hẳn an toàn lắm. Anh chủ đang lo lắng nhất cái điều gì trong cái thời điểm hiện tại? Thì đang còn lo lắng thì nếu từ ba đang còn sống đấy thì đang còn lo cho cháu được, mà sợ ba yếu đi thì cháu nằm đổ tội nghiệp. Khi mà sợ là mưa gió vì trời giống là cháu sợ dữ lắm, là khi nghe giống gió mà gió lốc nữa là bị bùng vô trong cái phòng tắm á, bị giặt hai ông mùa hai đầu giặt vô trong phòng tắm á. Mà từ một chắc đang còn lo lắng đó. Thì để đi chăm cháu là nghị lực của ba là mẹ thì đeo cho cháu rồi. Thì từ sinh con ra dù răng nữa phải nuôi chứ, phải lo lắng cho con tới thở ngay một thở. Chương trình Mình Nhận Người Tin đồng hành với rất nhiều nhà hảo tâm để trao cho chú tận tay những món quà, mong là hỗ trợ để chú chăm sóc cho em Linh. Dạ. Dạ. Trước hết ra xin mời cô Ngọ đại diện cho Hội Mình Nhận Người Tin có món quà gửi đến cho em Linh và chú Trúc. Thưa chú, biết hoàn cảnh của gia đình chú, tôi xin đại diện cho chương trình Nội Nhịp Người Tin và những nhà hảo tâm trao đến chú một số tiền là 19 triệu. Dạ. Mong rằng số tiền này thì chú để trang trải cho em Linh và gia đình. Dạ. Sau này. Xin cảm ơn cô. Xin cảm ơn cô. Dạ. Số tiền 19 triệu này bao gồm cả sự ủng hộ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn, đó là món quà 1 triệu đồng của quỹ từ thiện Tuấn Thuận. Dạ. Món quà 1 triệu đồng của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. Dạ. Bên cạnh đó, công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế cũng gửi đến cho gia đình là 1 triệu đồng. Và còn đây là 25kg gạo của bác Hoàng Công Quang ở Ân Thủy. Chương trình chuyển đến cho gia đình chủ, một món quà của một khán giả cũng chuyển đến gia đình chủ. Yeah. Ngay lúc này, chủ có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi đón nhận món quà đến từ cả nhà hảo tâm không ạ? Dạ, còn xin cảm ơn chương trình các nhà hảo tâm đã quan tâm. Biết rằng cái sự ra đi của vợ là một mất mát to lớn đối với gia đình, nhưng bây giờ đây hy vọng món quà này sẽ hỗ trợ một phần nào đó để tiếp thêm nghị lực để chủ lo cho em Linh. Hy vọng là chủ sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe để tiếp tục lo cho cháu ạ. Dạ, thì cảm ơn chương trình đã giúp đỡ gia đình. Dạ. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của em Linh và chủ Trúc ở thôn Nhất Phong, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, hoặc liên hệ với chương trình Nhịp Người Tin, phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chương trình Nhịp Người Tin cũng đặc biệt cảm ơn sự đồng hành của chị em tiểu thương ở chợ Đông Ba, chợ Ăn Cừu, chợ Bình Ngư, chợ Tây Lộc, chị em ở tiểu thương ở Nam Đông A Lưới đã đồng hành chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn của chương trình phản ánh trong suốt thời gian qua. Bắt đầu một ngày mới, hai cha con ông Trúc lại tiếp tục chuỗi ngày buồn thương trong ngôi nhà vắng lặng. Nuốt nước mắt vào trong, ông Trúc lại tiếp tục vỗ về động viên con gái cố gắng chiến đấu chống lại bệnh tật. Đối với Linh lúc này, nỗi đau tinh thần còn lớn hơn cả những đau đớn về thể xác mà bệnh tật hành hạ. Nhưng dẫu cuộc đời này có còn nhiều gập ghềnh hơn nữa, mong Linh sẽ luôn luôn đứng vững như em đã từng trải lòng tâm sự. Dù không có đôi chân mạnh mẽ để đứng vững như bạn, thì tôi vẫn vững vàng trên đôi tay yếu ớt, nhưng không gục ngã của mình đẩy bàn à. Vì tôi là nàng hoa, một nàng hoa mạnh mẽ, kiên trì.